Thử thách ăn siêu pizza dài 1 mét, cái bánh vừa dài vừa to mà lại cực kỳ là nhiều nhân. U là trời, vừa hay thông tin Pizza Hut lần đầu tiên cho ra mắt siêu pizza dài 1 mét là tôi phải order về liền ăn cho đã cái nư của tôi. Đầu tiên là tôi sẽ có một cái mì ý sốt cà chua và 2 chai Pepsi siêu bự luôn. U là trời, nhìn 2 cái pizza bỏ trong cái hộp to và dài chứ nè. Tầm này là phải ăn từ 8 tới 10 người nhưng mà bé Lam sẽ quất sạch luôn. Một cái bánh dài 1 mét nhưng mà có tận 3 vị luôn. Mà tôi ghiền nhất vẫn là cái pizza hải sản đó mọi người. Mà ví dụ như nguyên một nhóm ăn luôn thì ăn tầm này là không bị cãi lộn đâu nha. Tại vì mình sẽ được lựa chọn tự do 3 trong 5 vị pizza khác nhau. Lần nào mà ăn Pizza Hut cũng không thể nào bỏ qua được món mì ý sốt cà chua bên trong có rất là nhiều thịt luôn. Đây nè hen, cho mấy bạn nhìn kỹ thiệt là kỹ 3 cái vị pizza mà hôm nay tôi sẽ ăn. Mà tự nhiên đang ăn ngon lành cái mình có cảm giác như có đứa nào đang rình mình ăn vậy ta. Wow. Ui, xong đi. Nhớ đây dữ vậy. Ngon vậy. Gì tỉnh như vậy. Hay, nghĩ tới cái số cũng chán thôi. Kệ, lỡ phát hiện rồi thì ta rủ tụi bay ra ăn chơi chung với ta luôn. Tại vì cái bánh này nó dài quá, nó nhiều quá so với sức tưởng tượng của chị. Ủa, vậy tính ra mai mốt sinh nhật của tôi ai mua tặng cho tôi cái bánh pizza này đi. Tôi thấy là lợi hơn mua cái bánh kem nhiều nha. Trời ơi, tôi đố mấy bạn biết hôm nay tôi đi ăn món gì nha. Nhìn 2 cái tô nước sốt này là đã biết cái món ăn hôm nay tôi ăn rất là đậm đà rồi. Quán mà ngày hôm nay mình đi ăn đó chính là Kim Thanh Food nha mọi người. Đã bán được 7 năm rồi. Nước sốt được làm theo công thức bí truyền nha. Đây chỉ là một cái quán bé bé nằm ở bên quận 4 thôi. Mà ngày lúc trước tôi đi ăn là phải đặt bàn đó nha mọi người. Chị chủ nói con gái của chị là fan của tôi đó nha. Tôi đã gọi một cái món lẩu bạch tuộc rất là ngon bên này luôn. Ăn kèm cùng với lại rau muống và rau mồng tơi nha. Cho hết rau vào trong này. Tiếp đến là mình sẽ cho nấm vào bạch tuộc. Lẩu bạch tuộc chua cay với giá là 210k một nồi, gồm 500g bạch tuộc và rau bún nấm. Ra bên này còn có một cái món gây nhớ thương với tôi luôn mà chưa bao giờ tôi ăn ở đâu ngon như này nha. Đó chính là sụn gà chiên giòn sốt Singapore 300g với giá 200k. Không phải là mình khen quá mức nhưng thực chất là tất cả các món ở bên này đều rất là ngon và vừa khẩu vị của mình, giống như cái món xoài cóc trộn cùng với lại rau bạch tuộc này nè. Nhiều chỗ trộn rồi nhưng mà ăn rất là nhẹ. Công nhận ở đây trộn miếng nào là thấm vị miếng đó luôn. Càng ăn mà càng ghiền luôn á nghe. Ngoài ra thì còn có món chân gà rút xương nữa, chấm cùng với lại một cái loại nước sốt rất là đặc biệt và siêu thơm. Bỏ bạch tuộc vào bên trong nồi nấu cho chín, sau đó các bạn mang bạch tuộc ra cắt rồi thả vào trong nồi nữa nha. Ăn như này thì rau bạch tuộc sẽ rất là giòn. Lẩu chua cay bên này được phần rất là ngon luôn. Cái vị nó chua và ngọt thanh. Chị chủ ở đây rất là tâm huyết và chị nói với mình là tất cả các món ăn ở đây chị đều sử dụng hàng nóng liệu cực kỳ tươi và không sử dụng hàng đông lạnh. Cũng như tất cả các món ăn bên đây chị không bao giờ sử dụng bột ngọt. Đó, quán rất là đông luôn mà đợt này mình ghé thì quán hơi vắng một tí xíu do vừa trải qua cái đợt dịch. Đây sẽ là một trong những địa điểm bán các món ăn vặt cực kỳ là ngon và hài lòng. Mình chúc mấy bạn ăn ngon miệng nha.